đang cười, ngày vui nhất trong cuộc đời. Nên nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong, đôi lửa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo chài, xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày đơm bông, thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ gian lâu, thắm tình trâu cao xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Duyên trời dẫn lối đôi ta, hữu duyên hồng trần kiếp này, hẹn về mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trầu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lòng bạc đầu. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trăng soi bóng yên bình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiên tha, dọn dàng trâu cao tới kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Động lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc gian lông bạc đầu. Mình cùng thưa
với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương trong một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai xa quyến vui cười thiết tha, rộn ràng trầu cao tươi kết xuyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phụ thế, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhà đầy ấm tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Xin phép gia đình mẹ cha cho đứa em về làm dâu, hai đứa sau này làm giàu, kéo theo đàn trai bưng mâm coi bói ngày ngày hài lòng. Nàng mời anh tới anh đón em về cách tình trăm năm. Tình mình giờ ấm no tự do, ba má em đã kêu tụi mình vui danh
con một cô gái xinh. Vui lên đi vì không có nên lo chi, thế gian bao người giờ đâu mấy khi được cười. Hai ba vô đi khắp thế gian này chơi, anh muốn đi đâu em cũng chịu anh tới đó. Có hai bàn tay trước giờ em chưa nắm ai, anh cũng như tình đầu vì giàu em thương anh quá. Hai ba vô tròn thì niềm vui sẽ luôn luôn còn. Ham chơi chỉ cho nó hư thân anh, nơi phải chăng cuộc đời này còn dài mà chưa lấy chồng. Nghe lời em suy nghĩ đi người ơi, xanh xanh trên bầu trời ta hát ca muôn lời. Kéo nhanh tò mò cho về làm dâu chứ đâu cần gì để mà giàu to. Ba má em đã kêu anh bay cưới đi tìm tao sẽ lo. Ôi quá tuyệt vời tụi mình là nhất trên đời. Ngày đám cưới đã thật xinh, rước nhau đi về quê pháo hoa đón đưa người thương. Đâu ai biết đâu duyên tơ hồng lại thắm mặn nồng.
cao cao. Bà Nguyệt ở xa xa xa, tơ hồng đang nối tình duyên đôi ta. Thương nhau đã bao năm qua, ta thầm mơ ước ngày lên xe hoa. Tình em nấn na xinh xinh, thương anh biết lo tương lai. Tơ hồng sẽ nối tình duyên đôi ta. Khi mai khoe sắc đón xuân, là ngày hai đứa đến duyên bên. Qua mái vàng, mái vàng đón mùa xuân sang, là ngày anh đến rước dâu về làng. Ông tơ sẽ nói duyên mình, duyên tình tươi thắm thắm như chỉ hồng. Chỉ hồng theo phụng theo lông, theo màu áo cưới thắm duyên đôi mình. Ông tơ ông sẽ duyên ta. Dâu rể bắt đầu trong năm, hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể bắt đầu trong năm. Hai bên đàn gái đàn trai chúc mừng dâu rể. Sẽ mỗi anh và em có nợ có duyên. Ngày lần cái buổi gặp đầu tiên, dưới cơn mưa chiều nhìn nghiêng, mình ngồi bên nhau trú mưa bên đường lòng nghe sao xuyên. Thời gian lướt mau, hai chúng ta đã đi chung nhịp cầu. Trầu xanh ngát bên nhà em sợ gió lung lay. Sao dương anh cao trái quăng sai, bướm ông quay quần hương bay. Còn đời không phai để cho cao mãi đến bên giường trầu. Thương nhau như tình đắng sâu, thương mãi trăm năm bắt đầu. Dẫu biết đời còn bao gian khó, mai này mình được đến đôi. Non cao biển lớn không sơn, nguyện suốt đời ta mãi không rời xa. Rồi đông sẽ qua, cho chúng ta sắc son duyên nhớ chồng. Em hồng đội má như. Rồi, kính thưa đại diện hai họ tộc kính mến, được sự thống nhất giữa hai gia đình, hôm nay chính là ngày lành tháng tốt, họ nhà trai đến tư gia họ nhà gái để rước dâu. Thì trước hết thì Hoàng Phước cũng xin phép được đại diện cho họ tộc nhà trai xin kính trình đến vị trưởng tộc và thân tộc họ nhà gái, cho phép họ nhà trai được thông qua các cái phần lễ như sau. Phần thứ nhất thì nhà trai cũng rất cảm ơn tấm chân tình của họ nhà gái đã tiếp nhận cái lễ dập gia của họ nhà trai. Như vậy thì để đáp lại tấm chân tình đó thì Phước cũng xin trân trọng kính mời hai vị đại diện họ tộc nhà trai và nhà gái
sẽ uống hai chung rượu này để họ nhà trai được thể hiện lời tri ân đến họ nhà gái. Như vậy thì chắc có lẽ là Phước cũng xin phép các bậc cô ni cho phép Phước được mời ông chủ hôn họ nhà trai với nhà gái uống luôn nha. Rồi xin phép mời ông nhà trai. Rồi. Dạ xin phép mời ông nhà gái. Đứng lên cùng đi nha. Đứng lên hai bên luôn đi chứ. Uống chăm chăm rồi chứ nghe. Rồi chắc thanh lãnh rồi cây. Vỗ tay họ tay chúc mừng đi nha. Rồi xin được đại diện cho họ nhà trai trình với họ nhà gái hôm nay có mang thêm cái đôi liễn và cho phép họ nhà trai được vé đôi liễn phía trước. Như vậy thì em nhờ nha, lấy cái ly dắt vô mới đem vô đây, lấy cái ly dắt có mốt đem vô đây. Xin phép được đại diện họ nhà trai trình cái phần chính lễ. Kính thưa trưởng tộc họ nhà gái, thì trong cái buổi lễ rước dâu sáng hôm nay, họ nhà trai có mang cái phần xin lễ đến tư gia họ nhà gái. Tất cả là 12 mâm, trong đó có một mâm lễ, một mâm lộc, còn lại là 10 mâm quà. Thì trong 10 mâm quà có trà, rượu, bánh và trái cây và một cái đùi heo. Thì trước hết thì họ tộc nhà gái chúng ta cúng tổ tiên ông bà, sau đó thì mời hai họ nhà quan khách dùng để lấy thảo với họ tộc nhà trai. Xong các cái phần lễ và được sự tiếp nhận của họ tộc nhà gái. Như vậy thì cái phần trình lễ của họ nhà trai đến đây xin phép được khép lại. Và Phước cũng rất vinh dự trong cái buổi lễ du quy sáng hôm nay, được sự tín nhiệm của họ tộc nhà gái. Phước cũng sẽ đại diện cho họ nhà gái sẽ dẫn cái chương trình buổi lễ du quy tại tư gia họ nhà gái sáng hôm nay. Ông bà chủ hôn họ nhà gái Nguyễn Đức Thành và Phùng Kim Cúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa hai họ, sau đây thì cho phép bà Phước được thông qua chương trình buổi lễ du quy tại tư gia nhà gái tác hợp thượng hương và lên đẹp. Phần thứ ba thì Đô Nguyên Ương sẽ làm lễ ông bà gia tiên cũng như ông bà hiện tiền, và cuối cùng thì Đô Nguyên Ương sẽ cùng nhau dở mâm trầu cao. Đó là toàn bộ chương trình buổi lễ du quy sáng hôm nay tại tư gia. Kính thưa hai họ, tình yêu hôn nhân vẫn luôn là một đề tài muôn thở, và đó cũng chính là một món quà quý giá mà cuộc sống đã dành tặng cho mỗi con người chúng ta. Và hai cháu Gia Dương, Thảo Nhi có được một ngày vui trọng đại như hôm nay, thì hai cháu cũng đã trải qua thời gian quen biết, tìm hiểu và được sự tác hợp giữa hai gia đình. Và hôm nay là ngày lành tháng tốt, thì họ nhà gái tổ chức buổi lễ du quy mừng hạnh phúc cho hai con. Sự hiện diện của họ tộc đã góp phần cho buổi lễ thêm long trọng, và đó cũng chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Và tiếp theo phần nghi thức thì Phước xin trân trọng kính mời anh chủ hôn họ nhà trai và anh chủ hôn họ nhà gái xin trân trọng kính mời hai ông chúng ta vui lòng đứng lên để thượng hương lên bàn thờ gia tiên. Lóc kính trời thiêu, bốn nén hương khói tỏ thị triều, đôi hồng lạc sáng soi tiệc diệu, nhờ tơ hồng kết xe duyên liễu, ơn nguyệt lão gấp chặt mối hồng trần. Hai thông gia đang làm thủ tục nguyện cầu, chúc cho đôi trẻ Thảo Nhi và Gia Dương thủy chung vạn đại. Rồi mời hai thông gia chúng ta xá bốn xá, rồi chúng ta cắm hương lên bàn thờ gia tiên. Chúng ta cùng nhau nhận đôi đèn này và cùng nhau cúi đôi đèn và cùng nhau đốt đôi đèn và cùng nhau lên đôi đèn trong cái buổi lễ du quy sáng hôm nay tại tư gia. Ừ.
trân trọng kính mời. Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay. Cho đôi trẻ được trăm năm hạnh phúc em thì một lần nữa quên trọn từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hằng mong. Ở bên em bao muôn phiền lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lời đính hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời ai. Cho anh cuộc sống mới đầy ắp tiếng cười rộn vàng. Cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về. Cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời ai. Dẫu vui buồn gian khó hai ta sẽ cố gắng vượt qua. Anh sẽ là bờ vai che chở em dẫu thiếu từng ngày. Hãy làm vợ anh yêu anh đến hết cuộc đời. Chúc mừng cho hai cháu. Rồi, cháu mời hai bà chúng ta chúc phúc cho hai cháu ạ. À. Uống luôn bà. Uống nổi. À, ngồi cạnh bà nội và bà ngoại đó là bà Thím và bà gì? Rồi, thì sau đó là cô Diễm lớn nè. Hai cháu nhận nha, cô Diễm lớn gửi nè. Rồi Út Yến đó nè. Rồi cô Ba Hiền. Bác Hai. Rồi cuối cùng là phần quà của bà nội. Rồi như vậy thì chúng ta cho một tràng pháo tay phần quà gia đình họ và gái dành cho. Cô vô. Rồi bà dì bà Thím nhận ly cùng đi. Rồi bà dì và bà Thím cùng ly nha. Cùng ly đó, hai bà mình. Dạ, xin cảm ơn. Rồi hai đứa cho trong đi cưng. Bận làm cha, làm mẹ. Như vậy thì trong ngày vui trọng đại hôm nay thì cho phép hai con kính dâng lên các bậc sinh thành của mình những ly rượu tình, rượu nghĩa để báo đáp cái công sinh thành. Rồi xin mời anh chị ạ. Trước đó thì cha mẹ của Thảo Nhi uống chung rượu của Hồi Môn trao cho con gái trước khi về bên nhà chồng. Thì em mời anh chị đứng lên để mình trao cái phần quà cho. Đeo xong chút xíu. Dạ. Có cô Bảy nữa. Dạ. Cười tớ lên. Hai bà, xưa mỉm mỉm tí coi như nữa rồi. Cho bắt tay lên Phước ơi. Rồi bây giờ một lần nữa thông gia bắt tay cái cơ hồi nãy bắt tay mà chào thẳng thôi đặng chụp hình luôn. Và hai chị đi, hai chị bắt đi. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi. Phan chú ơi chú. Con có để vô để giấy phía dưới. Ừ đem vô đi, còn có cái phần quà gửi cho cô dâu. Dạ đừng xét nhỏ xíu nè. Rồi nhìn máy giùm con nha, cười lên. Cho quà phải cười nghiêng quá không được nha. Rồi, cười gái nha. Cười, cười lại đó.
Rồi. Rồi. Cái nhà nhìn thấy cười tươi lên nè. Chú ơi. Có quà với cười cười nghiêm quá à. Rồi, ok. Rồi, xin mấy giùm con này cậu. Cười lên. Mà Năm cười cười cây nghiêm quá mà Năm. Cho quà phải cười lên chứ. Rồi, xét vô Long Dì ơi. Sáu chúc cho hai đứa ha. Rồi nè. Rồi, cảm ơn chị Sáu, dì Sáu rất nhiều. Rồi, bây giờ nhìn máy cười tươi lên nè. Không đó rồi đó. Rồi, cảm ơn cậu Bốn rất nhiều. Tươi lên. Rồi, rồi, ok. Rồi, cảm ơn món quà của hai bác rất là nhiều. Miếng cầu luôn đi đầu câu chuyện. Đối với câu chuyện cả đời của một người cũng vậy, không thể thiếu được cây cầu cao. Người xưa cho rằng, cây cao có thân tròn, dắt, đứng thẳng là biểu tượng của người con trai. Còn lá cầu hình tam giác bầu bỉnh, xòe ngang trên mặt đất là biểu tượng của người con gái. Dây cầu leo quấn quýt quanh thân cao cũng là biểu tượng cho tình yêu bền chặt. Cầu cao ăn với một chút vôi thì tạo được một màu đỏ hồng như màu son, màu đỏ biểu tượng cho sự chung thủy. Trong dân gian vẫn truyền khẩu với nhau, miếng cầu ăn kết làm đôi, lá cầu là vợ, cầu tươi là chồng. Cầu xanh, cao rắn, chay hồng, vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Với người con gái, cầu cao được xem là biểu tượng của sự tiếp đón danh giá, để họ tự hào suốt đời. Đây là máy đường. Như vậy thì hai cháu quay mặt vào phía bên trong mình. Có bốn xá nhẹ nhẹ phía trước mình thầy giáo đi nha. Rồi xá thứ nhất, xá nữa. Rồi xá thứ hai, xá thứ bốn. Rồi xá thứ ba, xá. Rồi xá thứ tư, xá. Rồi hai cháu quay phía trước. Xin cho bà chú môn họ nhà gái cảm ơn hai họ đã dành thời gian đến tham dự cái buổi lễ chung vui sáng hôm nay. Và cuối lời thì Phước cũng xin đại diện cho bà chú hôn họ nhà trai trân trọng kính mời phái đoàn họ nhà gái đến tư gia họ nhà trai trước là tham dự buổi lễ tân hôn mừng hạnh phúc cho hai cháu, sau đó thì dùng một buổi tiệc thân mật với gia đình họ nhà trai, và cuối cùng thì xin cảm ơn và trân trọng kính chào cuối đầu. Rồi họ nhà trai chúng ta bắt đầu rước dâu và họ nhà gái đưa dâu. Con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi, đầy những vàng trao tràn đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi, đầy những vàng trao nàng đính nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng,
bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quang trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đầy những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Chào nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bền lâu. Không có điểm dừng, bao phiền lo cứ thế trào dâng. Ngoài kia người ta dành nhau không thấy mệt, bao dèm pha không thấy phiền, thôi thì vì ta tránh xa. Ôi cuộc sống mệt quá trời, ta gạt tất cả đi, đi tìm cho mình yên bình sau thời gian ngủ mê. Ta cùng đi về nơi đồng quê cuộc sống há hê. Cuộc sống thần tiên một túp lều tranh và hai trái tim vàng. Lên xe đi em ơi, ta tìm về nơi xa xôi, nơi bình yên mình có đôi, an nhàn sống cả cuộc đời. Tâm ta luôn thanh cao, không ganh đua nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên, quên lời xanh quên muộn phiền. Tình ta luôn không xa khi mà ta chung một nhà, yêu đậm do ngày tháng qua, túp lều tranh cùng muộn hoa. Tâm ta luôn thanh cao, không ganh đua nơi ồn ào. Tâm lặng như dòng nước yên, quên lời xanh quên muộn phiền.
trai tài gái sắc, đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tin truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, về mình du quy thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Yêu già ngựa ô anh khóc đón em về dinh rồi, qua quá mấy đồ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sống cho chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Đôi thì có ai bằng, yêu nhau mấy mùa trăng đến lúc tin truyền trăm năm, chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm theo sau anh rước em vì làm dâu, ngày lành trong tháng chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ôi dù quá xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly, về mình du quy thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết luôn. Kiều già ngựa ô anh khóc đón em về dinh rồi, qua bao mấy đồ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh sung sướng đến mai sau, đừng lo sống cho chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Yêu già ngựa ô anh khóc đón em về dinh rồi, hoa pháo quay đồ tung trời cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu cho em sung sướng đến mai sau, đừng lo sống cho chuyện gì. Kính thưa đại diện hai họ tộc kính mến, được sự tác hợp giữa hai gia đình, hôm nay là ngày 9 tháng 4 năm 2022,
vào ngày 9 tháng 3 năm Nhâm Dần, được họ nhà trai chọn là ngày đại cát đại lợi, tổ chức buổi lễ tân hôn mừng hạnh phúc cho hai con Lâm Gia Dương thứ năm sánh duyên cùng Nguyễn Thảo Nhi trưởng nữ. Và hôm nay thì Hoàng Phước cũng rất vinh dự được sự tín nhiệm của họ đồng nhà trai để dẫn chương trình buổi lễ tân hôn trưa hôm nay tại Thư Gia. Và trước khi đi vào chương trình buổi lễ, cho phép Hoàng Phước được thay lời ông bà chủ môn họ nhà trai Lâm Trọng Hiếu và Trần Hồng Thắm gửi đến các bậc cao niên đại diện hai họ tộc và toàn thể quý vị khách quý lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào nồng nhiệt nhất. Niệm hương lên bàn thờ gia tiên. Ở phần thứ ba thì hai cháu Gia Dương và Thảo Diên sẽ làm lễ gia tiên cũng như ông bà hiện tiền, và cuối cùng là lời đáp từ của gia đình họ nhà trai chúng tôi. Kính thưa hai họ, về đây chứng giám lòng thành của chúng con, độ cho rễ thảo dâu hiền, trăm năm bền vững sắc son vẹn toàn. Xin mời anh chị họ nhà trai chúng ta cắm hương lên bàn thờ. Để cúi đầu, nhất lễ cúi đầu, nhị lễ cúi đầu, tam lễ cúi đầu và tứ lễ cúi đầu. Xong hai cháu quay mặt cúi đầu và lễ cúi đầu thứ hai cúi đầu. Xin mời hai họ và qua sách chúng ta dành cho hai cháu một tràng pháo tay thật nồng nhiệt ạ. Và xin cảm ơn họ tập và quan sát rất nhiều. Sau đây thì em ơi, đứng sắp lên chụp hình với nội nào, đứng sắp lên chú ghẻ sát vô. Dạ hôm nay bà nội tặng cho hai cháu một chiếc nhẫn vàng 24 ạ. Rồi bà nội chúc cho hai cháu được hạnh phúc. Hai con không biết nói câu gì, xin kính dân cha mẹ như người này. Và sau đó thì em mời anh Hiếu và chị Thắm mời cười thật tươi lên ạ. Chú đứng sát sát, em nghiêng da cha xích vô xíu, đúng rồi đó, đẹp á. Rồi cười tấm hình cười lên. Rồi. Một cái tấm chân dung tuyệt đẹp. Rồi cả nhà xích tươi lên, rồi xong rồi. Giờ một lần nữa. Rồi ra sau lưng luôn. Ra sau lưng, cụng ly con chụp hình. Cụng ly nhìn máy giúp con. Rồi mời ông cụng ly ạ. Còn mời em uống rượu thì sau đó cũng có món quà tặng cho hai cháu. Một lần nữa xin cảm ơn ông cậu. Rồi 1, 2, 3 vô 100% luôn. Rồi Vĩnh chiếc nhẫn nhìn đây cô ơi. Rồi Vĩnh nhẫn nhìn lên giùm con nè, cười lên cho quà phải cười cười mới đẹp nha. Rồi ok. Rồi rồi sau đó thì bác hai cũng đại diện cho một cái này của mà anh chị anh chị Khả Tú thành phố anh cho anh chị Khả Tú ở thành phố không có về dự được, do đó cũng có gửi món quà nhờ bác hai trao dùng. Cái này là của thông gia Cần Thơ, thông gia của bác hai ở Cần Thơ cũng không có về dự được, cũng có gửi cái phần quà về chúc mừng cho hai cháu. Dạ rồi. Rồi mời cô dựng chú thuốc cho hai cháu của mình đi ha. Rồi uống rồi. Đây xe vui vẻ luôn. Rồi em đến đây. Tiếp theo xin trân trọng kính mời bác đến ạ. Rồi cười lên cả nhà. Rồi ok. Rồi. Đấy, đúng rồi, uống luôn, rồi uống luôn. Dạ xin mời gia đình mình đứng ly ạ. Rồi sau đó thì kính mời bác với đứng sát vô luôn. Rồi Vịnh nhìn lên máy giùm con luôn nè. Bác ơi. Rồi mời cả nhà mình cười thật tươi đó. Rồi nhìn lên giùm con nè. Rồi. Chú nhìn con nè, nhìn đây nè. Chú ơi. Cô dâu ơi. Rồi ok. Rồi xin cháu rể nhìn vợ chồng là bác tư quà chuẩn bị nha. Rồi. Đi ngồi đó kìa. Xét vô luôn. Rồi nhìn lên giùm con nè. Cười lên. Gia đình của Chiếc Cút.
Dạ rồi. À, cười tôi lên. Cô kêu với xím xím vô. Dạ rồi. Rồi đứng sát vô giùm con nha. Đứng sát vô mắt gái này, mắt gái đứng con nha, cười tôi lên. Dạ rồi. Rồi xin cảm ơn kính mời mẹ tỷ ạ. Thôi anh về lên cái đi. Lên chụp hình đó. Rồi đứng lên kế đi chưa, giao ghế luôn cô chú ơi, cô ơi. Thấy giùm con chụp cái mình nha, cười tôi lên. Thôi rồi ông tỷ ông ăn chiều rồi. Rồi. Giờ ông có chụp không chụp ra người ta. Giao ghế, xe vô nhau nè. Rồi hai chế cũng đi, hai chế ơi. Nhìn máy giùm em nè. 1, 2, 3. Rồi, hai chế vô 100% luôn nha. Rồi, móc bò, móc đồ nguyên. Rồi, đeo xong dịnh nhẫn nhìn máy giùm em nha. Xét vô chế. Cả nhà mình nhìn về phía trước nha. Rồi, cả nhà nhìn máy giùm em nè, cười tôi lên. Không biết uống rượu. Em mời cái đi. Mời thì uống hết cho người sẵn nó mới chạy bàn á. Rồi, sau đó anh hai cũng có món quà tặng cho hai em. Cậu mở 1, 2, 3. Vô. Rồi, thứ mời cậu mở đứng cạnh hai cháu của mình. Rồi, đứng sát vô luôn cô. Chú gửi xe vô cô dâu nè. Cậu mở sát vô luôn. Rồi, dành dân cảm ơn món quà mà cậu mở đã dành cho hai cháu. Nhìn máy giùm cô nè cô ơi. Vô hôm nay. 1, 2, 3. Rồi. Vô. Rồi, trước là anh chị Tí uống rượu nha, sau đó thì anh chị cũng có cái món quà. Rồi, mời chị Tí trao quà cho cô. Rồi, đứng sát vô xin nè, dịnh cái bao thư nè. Cười được mấy, em cười cho gì đó. Rồi, anh ơi sát vô. Anh ơi. Nâng ly. Cũng lên cho nó mệt đấy, chưa cho uống này. Rồi, nhìn lên nè, nhìn lên anh ơi. Rồi. Và Phước cũng xin phép được hỏi về phía họ tộc nhà trai chúng ta còn mời ai không đó. Mà anh còn son thì em cũng còn son. Vậy là từ nay mình đã là con một nhà. Thưa hai họ, buổi lễ tân hôn tại tư gia họ nhà trai đến đây xin phép được khép lại. Trước khi dứt lời, cho phép bà Phước được thay lời ông bà chủ hôn họ nhà trai. Xin cảm ơn sự hiện diện của các bà con đi, đại diện hai họ tộc cũng như toàn thể quý vị khách quý đã dành chút thời gian đến tư gia họ nhà trai tham dự buổi lễ long trọng chưa hôm nay. Và một lần nữa, Phước xin phép được thay lời gia đình chúc cho toàn thể quý vị chúng ta luôn luôn được dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Mà chúc cho cụ ông, cụ bà sống lâu trăm tuổi. Kính chúc hai họ thì sức khỏe dồi dào. Chúc cho hai cháu Gia Dư và Thảo Nhi yêu nhau càng thêm mạnh nồng. Và xin kính chúc buổi lễ tân hồng của chúng ta thành công tốt đẹp. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Thang tốt kết dây tơ hồng duyên thắm bên lâu xóm dưới làng trên hân hoan như tết đôi trai tài gái thảo thật thà đây là câu trầu lợn quay sinh lễ đây hồi hương nàng ấm môi ấm nên vợ nên chồng hạnh phúc
dây tơ hồng duyên thắm xóm dưới làng trên hân hoan như tết đôi trai tài gái thảo thật thà đây là câu trầu lợn quay sinh lễ đây rượu thơm nồng ấm môi đẹp tiếng hát ca kiều mẹ bảo em năm nay đã lớn rồi chẳng phải tuổi còn son nên hay gắng tìm một tâm trọng để chung sức say mộng. Này anh ơi yêu em thì tính liền, đừng để ván kia đã đóng thuyền. Vì thanh xuân này sẽ chóng phai, em không thể chờ mãi anh đâu. Mong cho ban duyên lành để anh được ở bên em. Mong cho nước xuôi dòng để giấc mơ hồng cháy nồng. Ông tơ bờ nguyên sẽ kết duyên để sang nhà em và hỏi xin. Chỉ cần vậy thôi là ta về chung một nhà. Sao hai đứa mới còn chưa nên vợ chồng? Thương nhau lắm rồi, hai gia đình cũng chờ mong cô dì chú bác cũng nung nao trong lòng. Tết cũng đến rồi, là đám cưới thôi. Ông tơ bà nguyệt gắn kết tụi con rồi, nắm lấy tay nhau cùng trao lời ước nguyện. Cha mẹ cũng rất mừng khi tôi nhỏ đã nên duyên. Ngày này năm sau có thêm một quý tử, về đi cho ông mừng vì đã dồn hết tâm tư kéo duyên xe chỉ tất cả cho tụi con thì chạy đâu cho khỏi thân thì cứ miệng luôn đi. Cha tài gái sắc, tiền tỷ trong tay xe lâu đài tình ái hạnh phúc biết đời còn ai. Cha mắt thính lễ ngày mai qua thưa chuyện đôi này đã kết thành nguyện là mỉm cười thật duyên. Mong chưa bán duyên lành để anh được ở bên em. Mong cho nước xuôi dòng để giấc mơ hồng cháy nồng. Ông tơ bờ nguyên sẽ kết duyên để sang nhà em và hỏi xin. Chỉ cần vậy thôi là ta về chung một nhà.
đám cưới như ngày hội. Bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bạn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi. Xe chở cả hàng đoàn, theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm dù cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ. Bông kiên vang bạc nạn cổ, người chúc đến hàng ngàn, cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ. Em hỏa thì khổ, nhà là phải có rung. Cho đôi nguyên ương nên nghĩa trầu cao, được sự đồng ý và nhất trí giữa hai gia đình, hôm nay
ngày mùng 9 tháng 3 năm Nhâm Dần là ngày lành tháng tốt. Họ nhà trai đã chọn nhà khách Minh Hải là nơi để tổ chức bữa tiệc cưới mừng hạnh phúc cho đôi bên ương. Sự hiện diện của quan viên hai họ và toàn thể quý vị quan khách đã góp phần cho buổi tiệc cưới chiều hôm nay của đôi bên ương được tăng thêm phần long trọng. Trước tấm chân tình đó, cho phép bà Phước được thay lời ông bà chủ hôn họ nhà trai Lâm Trọng Hiếu và Trần Hồng Thắm gửi đến toàn thể quý vị 999 lời cảm ơn chân thành nhất. Và ngay bây giờ xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng hướng mắt về cổng hoa hạnh phúc để chào đón hai hình ảnh đẹp nhất trong buổi tiệc cưới chiều hôm nay, đó là Đô Nguyên Ngương, Tân Lan, Lâm Gia Dương, sánh diện cùng Tân Gia Nhân, Nguyễn Thảo Nhi. Xin phép được tay trong tay tiến lên sân khấu để ra mắt họ tộc cũng như toàn thể quý vị quan khách. Xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy dành cho Đô Nguyên Ngương một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt ạ. Và lộng lẫy nhất xin phép được chào họ tộc và quan khách. Kính thưa toàn thể quý vị, ai chắp cánh cho chim bay về tổ, ai chỉ đường cho trai gái gặp nhau. Tình yêu được bắt đầu từ đôi mắt và ngày mai được bắt đầu từ ngày hôm nay. Nhưng giờ để đáp lại tấm chân tình của quan viên hai họ và toàn thể quý vị quan khách, cho phép Đô Nguyên Ngương hướng về họ tộc và quan khách có hai lễ cúi đầu. Lễ cúi đầu thứ nhất cúi đầu và lễ cúi đầu thứ hai cúi đầu. Kính thưa họ tộc và quan khách kính mến, để niềm hạnh phúc được nhân đôi niềm hạnh phúc trong ngày vui trọng đại của Đô Nguyên Ngương, cho phép quan khách được thay lời ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông bà chủ hôn họ nhà trai Lâm Trọng Hiếu và Trần Hồng Thắm là song thân của chú rể Gia Dương tiến lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời ông bà. Lâm Trọng Hiếu và Trần Hồng Thắm, địa chỉ khóm 5 phường 2 thành phố Cà Mau, đã kết thông gia cùng họ nhà gái ông Nguyễn Đức Thành, bà Phùng Kim Cúc, khóm 5 phường 5 thành phố Cà Mau. Và xin trân trọng báo tin lễ tân hôn của con chúng tôi ở Tân Lan, Lâm Gia Dương, thứ nam sánh viên cùng Tân Gia Nhân Nguyễn Thảo Nhi trưởng nữ. Hôm nay thân bằng nhộn nhịp vui hôn lễ, quyến thuộc song thân nở nụ hồng tác hợp cùng nhau chung một tử, xây đời hạnh phúc nghĩa trăm năm. Và tiếp theo phần nghi thức hôm nay, xin mời Đô Nguyên Ương hai em tiến về tháp rượu Nguyên Ương để cùng nhau rót rượu trăm anh trong ngày vui trọng đại của mình. Em hôm nay là cô sao, đi bên anh thật vui sao, những chiếc lá trên cao đang tung bay như đón chào. Cầm tay của em và anh nói, hãy đi bên anh đến trọn đời. Anh biết không, em đã vui, thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh
vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc. Cũng là Minh Ly và hô một tiếng vô thật to để chúc mừng tình thông gia, cũng như chúc mừng cho Đô Huyên Ương uống ly rượu giao môi trong ngày vui trọng đại hôm nay. Nào xin mời quý vị chúng ta hãy nâng ly lên ạ. 1, 2, 3 vô. Dân xin thay lời họ tộc cũng như tất cả quý vị quan khách từ xa, xin chúc cho tình thông gia giữa hai gia đình của chúng ta luôn luôn bền chặt. Được thay lời tổ chức xin cảm ơn sự hiện diện của họ tộc nhà trai và cảm ơn sự hiện diện của họ tộc nhà gái. Một lần nữa xin mời hai gia đình chúng ta trở về bàn tiệc để tiếp tục đón khách ạ. Em và anh nói hãy đi bên anh đến trọn đời, anh biết không em đã vui thật vui. Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Nắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Tình yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được người. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy trẻ thơ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, được làm cô dâu của anh đó. Mình cùng hứa ngày mai sau sẽ không rời xa nhau. Dù cuộc sống này thế nào, bên nhau dẫu cho khốn khó, ta sẽ không cách xa bao giờ. Mộng mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh. Cùng chia và nghi thức tiệc cưới của Đô Huyên Ương đến đây xin phép được khép lại. Một lần nữa trước khi dứt lời cho phép Hoàng Phước được thay lời ban tổ chức nhà khách Bình Hải, xin cảm ơn gia đình đã chọn nhà khách chúng tôi là nơi tổ chức buổi tiệc chiêu đãi chiều hôm nay. Và Phước cũng xin phép được thay lời cho gia đình họ nhà trai, xin cảm ơn hai họ tộc đã dành chút thời gian đến tham dự buổi tiệc. Và trong buổi tiệc hôm nay chắc có lẽ không tránh được những thiếu sót, cũng rất mong quý vị quan khách chúng ta thông cảm bỏ qua. Và một lần nữa Phước xin chúc cho tất cả quý vị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, và chúc cho quý vị có một buổi tiệc thật ngon miệng. Không quên cầu chúc cho tân lan và tân gia nhân của chúng ta trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Chúng quê thành mình sương mưa nắng phủ mình, đường quê nắng lên xuyên qua khe lá. Anh ở đô thành xa hoa, nếu anh không thích thì về nơi đây có em tấm lòng sáng son.
đôi phu thê chúng ta sẽ sống bên nhau đầu bạc răng long có chất đông thật đông trong tay anh. Nắm tay anh đi qua màn mưa, ở đâu em cũng đón đưa, cho dù thời gian xa đùa.